Đọc cô nghe coi. Bài kiểm tra là gì? Tessuto. Tiếp. Yasumi. Từ nữa coi. Thời gian là gì? Chicken. Quang Khải, đọc cô từ thứ hai đến thứ chủ nhật coi Khải. Khải ơi. Quang Khải không thấy. Khánh Linh. Quang Khải bị hư mất rồi, bạn nó có nói trên chat đó. Thấy hư mất hoài luôn. Khánh Linh. Đọc câu thứ hai từ chủ nhật coi. Tôi chưa nhớ. Phú Sơn. Khánh Linh hư mất thì gõ coi từ thứ hai từ chủ nhật coi, lộn qua bạn Quang Khải. Hư mít thì gõ thôi ha. Có sinh viên nói hư mít, cô kêu gõ, nó kêu bằng phím hư luôn rồi. Phú Sơn, đọc từ thứ hai chủ nhật coi. Thứ hai là Get to Yobi. Đúng rồi. Thứ ba là Kyobi. Thứ tư là Suyobi. Thứ năm là Mokyobi. Thứ sáu là Kinyobi. Thứ bảy là Đồ Yobi. Thứ chủ nhật là Nichi Yobi. Đúng rồi, thuộc bài. Thứ sáu, mình hỏi thứ mấy là hỏi sao? Nan Yobi Discuss. Đúng rồi, chính xác ha. Các bạn, rồi Khải mới gọi được cái Nichi Yobi này, gọi tới chủ nhật luôn nha Khải. Rồi, tiếp qua bài mới. Ghi vô các bạn. Scheduler. Schedule lịch trình á. Schedule ha, lịch trình, nó lấy từ schedule trong tiếng Anh đó ha. Rồi alubaito, việc làm thêm. Cô ơi, quay lại từ lịch trình nha cô. Việc làm thêm ha. Alubaito là việc làm thêm nha. Scheduler là lịch trình, alubaito là việc làm thêm. City to pick. Suki là trực tiếp ha. Party là buổi tiệc á ha.
Tiếp. Barbecue là tiệc thịt nướng đó các bạn. Barbecue. Đi kịp không? Rù hết rồi. Rù. Dạ kịp cô. À. Barbecue ha. Rồi, Hanabi. Hanabi là pháo hoa ha. Hanabi là pháo hoa. Hanami, Hanami là danh từ. Cô ghi chữ N nghĩa là nào á, là danh từ ha. Ngắm hoa, sự ngắm hoa. Nhưng mà Hanami Oshimasu là động từ, có nghĩa là tôi ngắm hoa ha. Nên cái này là động từ Hanami Oshimasu, còn cái Hanami trên là danh từ. Rồi tiếp nha. Homestay. Anh lấy từ homestay tiếng Anh ra đó ha. Homestay. Tiếp nha. Omaturi. Omaturi là lễ hội. Omaturi lễ hội. Rồi, Umi là biển ha. Umi là biển. Rồi. Cô em là công viên. Cô em là công viên ha. Chờ con chút nha các bạn. Cô xin 2 phút.
Ơi, cô quay lại. À, xin lỗi đã để các em chờ ha. Rồi, tiếp nha. Cái từ này là sakura ha. Sakura là hoa anh đào đó. Rồi, này osake là rượu ha. Osake là rượu ha. Osake là rượu. Coi cô, giờ mỗi lần mình nói về hoa anh đào là mình chỉ cần nói sakura thôi chứ mình không có cần phải nói sakura no hana hả cô? À, nói sakura người ta hiểu hoa anh đào hả? Nhưng mà có những người thích nói sakura no hana cũng được luôn. Mình nói chỉ dài cho rắc rối ha. Ở bên Nhật người ta nói sakura là người ta hiểu hoa anh đào. Tại còn sakura no hana là những Việt Nam mình hay nói vậy á. Mấy đứa Việt Nam du học với lại mấy đứa mà tu nghiệp sinh nó qua nó sakura no hana. Nói sakura là được rồi ha. Osaka rượu ha. Rồi tới cái này sushi. Sushi là cái món ăn mà các em biết rồi, nhưng mà thỉnh thoảng người ta thêm chữ O trước cho lịch sự ha. Thêm chữ O trước cũng được, cô điển trong ngọc đơn nghĩa là được, có hay không cũng được ha. Ồ, sushi cũng được. Sushi bên Nhật ăn rất là ngon, nhưng mà tôi về tới Việt Nam thì hình như ăn thấy không ngon. Tiếp ha. Passu xe bus. Passu xe bus. O bento, cơm hộp. O bento ha, cơm hộp ha. Chứ các em đi học em dở cơm thì em ăn cũng gọi là o bento ha. Ryugakuse bữa mình học rồi, trong từ Hán tự á ha các bạn. Ryugakuse là du học sinh ha. Rồi, Uchinen là một năm. Ha, Uchinen là một năm. Ha, một năm có bốn mùa. Mùa thứ nhất, Haru là mùa xuân.
Từ thứ hai, natu. À, mùa hè. Aki, mùa thu. Fuyu, mùa đông. Haru, mùa xuân. Natsu, mùa hè. Aki, mùa thu. Fuyu, mùa đông. Được chưa các em? Được. Ừ. Từ vựng hơi nhiều á ha, các em cố gắng học nha. Học bài này và thi final đậu là xong, nó khỏe re các em rồi, 3 tuần nữa mình kết thúc. Go lưu đen quýt cừ ha. Là nó viết từ tiếng Anh Golden Week á ha, là tuần lễ vàng. Tuần lễ vàng của Nhật thường diễn ra 30 tháng 4 cho tới ngày 7 tháng 5. Ha, còn mình 30 tháng 4 một năm hết rồi ha. Còn người Nhật thì người ta có tuần lễ vàng, tuần đó mình nghỉ học, nghỉ làm, nghỉ hết. Mình được enjoy đi chơi, đi ăn với gia đình. Nghỉ được 7 ngày. Go lưu đen quýt cừ. Thôi bây giờ nhìn nè, máy này chú ý nha, thuộc lòng máy này nha. Cô nhấn mạnh là thuộc lòng nè, để thi nha. Ikimasu là đi. Các bạn, nó giống như động từ to go á, đi đâu á ha. Rồi cô để cái ngôi nhà nè, có nghĩa là ở đây là đi đâu đó. Đi đến trường là gakkoe ikimasu, hoặc đi đến công ty là kaisae ikimasu. À, địa điểm, nói chung là ở đây là địa điểm. Place. E ikimasu là đi. Được chưa? Cô qua từ khác nha. Mình có động từ đi là ikimasu ha. Đi đến đâu là dùng trợ từ ế nha. Trong bảng chữ cái các em đọc là ha hi hư hề hô, đọc là hê. Nhưng mà vô câu mình không đọc là hê nha. Mình đọc là ế. Cô hay ghẹo mấy đứa sinh viên, đi đâu ế đó, không có bộ gì hết. Đi đâu ế đó là chả nhớ ha. Đi đâu ế đó. Rồi tới động từ đến, to come. Kimasu ha. Kimasu ha. Địa điểm ế khi má đến đâu á ha. Đến khi má là dịch, là dịch là đến ha. Còn khi má mình dịch là đi.
Rồi. Tiếp trở về, to return á, trở về. Come back. Con xem lại. Xem lại từ trước đúng không? Yeah. Rồi này trở về ha. Cứ em cứ nghe học lời thì cô nghe là thi nó đậu và mình lên nhật 2 nữa, mình học 3 tuần thì mình kết thúc, mình lên nhật 2 mình học 10 tuần nữa đúng không? 10 tuần nữa mình kết thúc luôn nhật ha. Khỏe re, không có thiếu nợ thiếu đồ hết. Ra trường đúng lộ trình 3 năm rưỡi gì đó đi làm, lấy lại vốn. Đừng để dính lại môn, mất tiền là mất ít, mất thời gian là mất nhiều, nhớ đó, mất sức khỏe là thôi mất hết. Cả Edimos ha, trở về cũng địa điểm gì đó, trở về ví dụ tôi nói cô trở về Việt Nam, bề tô nam ư ế cả Edimos ha, cô trở về nước, nước là Cuni, Cuni ế cả Edimos, cả Edimos. Rồi tôi trở về nhà, ư chế cả Edimos, ư chế cả Edimos. Rồi, cô bấm nha. Rồi, tới ăn. Bữa mình học từ bánh mì là gì các bạn? Bằng. Bằng, đúng rồi. Bây giờ ăn. Ăn cái gì đó, ố tà bê mát. Ví dụ nữa cô nói cô ăn bánh mì. Bằng ố tà bê mát. Từ cơm là gì? Cơm. Gô hàn. Đúng rồi, bây giờ ăn cơm nó làm sao? Gohan o tabemas. Đúng rồi. Bây giờ trong câu mình có, trong câu thì lúc nào cũng phải có chủ ngữ, có từ quá đúng không? Cái đó là lúc nào cũng phải có rồi. Giờ nói tôi ăn cơm. Watashi wa gohan o tabemas. Ha. Rồi, tôi uống, uống cũng vậy, nồ mi mát, bữa mình học cái từ nước lạnh là gì các bạn? Mi dư. Đúng, mi dư, vì nó uống nước. Mi dư o no mi mát. Đúng rồi, chính xác, good, good. Nắm vậy cho cô ha. Mấy cái này nó có trong thi hết nha, không thiếu một cái gì hết nha. Mi dư o no mi mát. Rồi, mimas là xem. Hồi bữa các em học từ phim ảnh là gì các em? Ega. Đúng rồi, ega, giỏi. Ega, bây giờ xem phim ega o mimas. Ega o mimas, nghĩa là xem phim ha. Rồi, tiếp ha. Rồi. Nhìn đây nha các bạn, từ simas. Simas là những cái từ nào mà nó không có động từ thì mình có thể thêm simas vô. Ví dụ từ benkyo là học, nó không có động từ.
mình thêm vào là bento shimasu thành động từ, hoặc là những cái môn thể thao, ví dụ thể thao là sporto đúng không, là danh từ, mình biến đổi ra động từ là sporto shimasu, nghĩa là chơi thể thao. Bóng đá là sakka đúng không, giờ nó chơi bóng đá là sakka o shimasu. Nói chung tất tần tật những cái môn nào thể thao thì cộng o shimasu là ra thành chơi, thành động từ. Suki là trượt tuyết, mình nói tôi chơi trượt tuyết là suki o shimasu. Này, Yasumimasu là nghỉ ngơi, sự hồi bữa đó mình học Yasumi là sự nghỉ ngơi, còn bây giờ Yasumimasu là động từ, là động từ nghỉ ngơi ha. Ví dụ nghỉ học, trường học là gakko, gakko o Yasumimasu là nghỉ học. Rồi tiếp nha. Rồi phần 2, phần 3 bữa tuần tới. Đó là động những cái từ vựng nha, chưa cứ qua ngữ pháp, mới cái từ vựng thôi đó. Rồi từ vựng em nào có cần hỏi gì, cô cần sâu gì lại không? Cô sâu, còn không có cô đi qua ngữ pháp. Cô cho em xem lại cái đi đến trở về. Ừ rồi cô cho. Đây, đi nè, ikimasu nè, đến nè, kimasu, trở về nè, kaerimasu. À, dạ rồi. Ừ. Còn gì nữa không các con? Bằng khải gõ rồi nè. Rồi bây giờ qua ngữ pháp nè. Rồi, chữ này hồi nãy mình học rồi đúng không? Schedule là lịch trình nè ha. Trước khi qua ngữ pháp cũ, ôn ngữ pháp mới một cái. À lộn, trước khi qua ngữ pháp mới, ôn là ngữ pháp cũ một cái. Hoàng Việt. Để con, trả sau cô. Từ bây giờ là mấy giờ vậy? Ý mà Nancy desu ka? Bây giờ là 8 giờ nữa là sao? Ima hachiji desu. Rồi bữa cô dạy các em từ chưa? Từ mấy giờ đến mấy giờ chưa? Chưa. Giờ ghi vô từ mấy giờ đến mấy giờ ha. Chẳng hạn giống như tôi học tiếng Nhật từ 8 giờ đến 12 giờ chẳng hạn, đúng không? Đi vô. Đây. Rồi. Kara nghĩa là từ, from, made là đến đúng không? Ở đây cô viết nè, nghe giảng nha các bạn, từ từ viết nha.
đơn giản để nhớ và hiểu đã, chứ mình biết mà mình không hiểu cũng Trung Quốc à. FPT Đại Gác Cừ là đại học FPT, trong câu vừa có chữ quá Chichizika ra đẹp, câu này có nghĩa là đại học FPT từ 7 giờ. Ok. Rồi, câu nữa nha, từ từ ghi nha. FPT Đại Gác Cừ quá Junijimade des, câu này có nghĩa là đại học FPT đến 12 giờ. Ha. Được chưa? Xong, cô ghép hai cái này thành một câu cũng được luôn nha. Đây, trường đại học FPT thì từ 7 giờ đến 12 giờ. À, ghi vô đi. Rồi, chép này xong chưa? Xong chưa các bạn? Rồi. Chưa. Được rồi. Ừ. Cái cà ra này mình ở trước đó mình dùng thời gian hoặc nhìn địa điểm cũng được, hiểu không? Địa điểm chẳng hạn nói từ Hà Nội tới Hồ Chí Minh chẳng hạn cũng được luôn nha các bạn ha. Cài ra dùng thời gian địa điểm gì được hết luôn. À, hồi bữa mình học từ Nanji đúng không? Nanji là mấy giờ? Giờ cô hỏi từ mấy giờ đến mấy giờ, mình hỏi sao các bạn? Nanji kara Nanji made desu ka, hiểu không? Ví dụ cô hỏi trường đại học FPT từ mấy giờ đến mấy giờ vậy? FPT Daigaku wa Nanji kara Nanji made desu ka? Nanji là mấy giờ ha? Nên mình ghép vô cái từ kara made cũng được luôn. Ha. Đây. Cô cho thêm ví dụ nè. Nihongo no benkyo, benkyo là việc học. Nihongo no benkyo, cái câu này là việc học tiếng Nhật thì từ 7 giờ. Cho thêm ví dụ để các em hiểu đó. À, tiếp. Nihongo no benkyo wa junijī made desu, việc học tiếng Nhật tới 12 giờ. Rồi, cô ghép hai câu lại thành một câu cũng được luôn, giống như hồi nãy đó ha.
Rồi xong anh chép xong chưa? Để rồi. Ừ. Rồi. Cô để cái này các em đọc thử hiểu không nha. Rồi. Ví dụ thư viện Sakura đây ạ. À. Các em thuộc cái này luôn nha, để thứ hai cô cho nghe cái đoạn giống y chang vậy nè. Em thuộc là em nghe rất là dễ, nhưng mà em chưa thuộc từ em nghe rất là khó. Hay Sakura Toshokan desu. Xin lỗi là gì các bạn? Ở đó làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ à? Sumimasen. Ở đó là sochira ha. Sochira wa nanji kara nanji made desu ka? Được chưa? Nó nói từ 9 giờ đến 7 giờ. Kuji kara shichiji made desu. Thế à? Ngày nghỉ là yasumi. À, so desu ka. Yasumi wa itsu desu ka? À, itsu bữa mình học rồi. Sinh nhật của bạn khi nào đó? Thứ hai à? Getsu yobi desu. Thứ hai à? Getsu yobi desu ka? Arigato gozaimasu. Xin cảm ơn. Rồi, chép này vô đi. Về học thuộc. Thứ hai mà nghe. Được chưa các em? Chép xong chưa? Xong chưa các bạn? Được. Xong rồi ha. Các chỗ nào không hiểu không? Đó là thời gian ha. Thời gian. Nhớ nha, thuộc lòng mấy cái này nha. Rồi. Bây giờ nhìn đây. Nhìn đây nha. Hồi nãy mình học từ ikimasu nghĩa là gì các bạn? Đi. Đi đúng rồi, dùng trợ từ gì? Thuộc lòng luôn. Ê, đúng rồi. Kimat là gì? Đến. Đến đúng rồi, cũng dùng trợ từ é luôn nha.
No mimasu là gì? Uống. Dùng trợ từ gì nhớ không? Ố, đúng rồi. Mimasu là xem. Dùng trợ từ gì? Ố luôn, đúng rồi. Okimasu là mình chưa có học nè. Từ okimasu là mới nè. Okimasu nghĩa là thức dậy. Cái này nó không có dùng trợ từ gì hết á. Okimasu thôi. Ví dụ tôi thức dậy và ta sẽ qua okimasu thôi. Nhưng mà nó vào lúc mấy giờ thì từ từ mình học, mình tính tiếp. Okimasu là thức dậy nha. Rồi các em thấy không? Mát hết thấy không? Rồi, V có nghĩa là động từ, must. Hả? Cái này là một dạng lịch sự nha. Mình dùng ở khẳng định ha, thời khẳng định. Khi mình nói mình muốn diễn tả một sự việc gì xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai gì đấy, mình dùng thể must. Ghi vô các bạn. Này động từ ha. À, cái gì đó chủ ngữ hay gì đó là tay must ha. Về must. Rồi, được chưa các em? Dạ rồi. Rồi ha. Rồi, bây giờ cô cho ví dụ này nha. Nhìn đây. Uống, no mimasu đúng không? Đi là gì? Đọc lặng lần cho thuộc coi. Sâu đi sâu lại hoài cho các em thuộc. Đi là gì? Ikimasu đúng không? Sâu đi sâu lại nhiều lần cho các em thuộc lòng luôn. Hồi nãy làm chơi là simat á ha. Rồi bây giờ nhìn đây, nó nói tôi uống, bạn Anna đi, thầy giáo làm gì đó, chơi gì đó ha. Bây giờ nói tôi uống. Watashi wa nomimasu. Anna san wa ikimasu. Đúng không? Sensei wa simat. Được không? Nhưng mà uống cái gì mới được chứ, đi đâu mới được chứ, làm gì, chơi gì mới được chứ, đúng không? Tự nhiên ghi cái này vô cái mình không hiểu, mình nói uống gì? Cái này đừng ghi nha, cái này đừng ghi, để cô sâu thêm nữa, đầy đủ các bạn ghi. Đây. Nhìn đây. Thời gian, bây giờ tới thời gian, ví dụ ngày mai, cô nói ngày mai tôi uống đi. Ngày mai mình là Asta, nãy mình học thời gian rồi, mùa xuân là Haru, mình để vô. Tối nay là cơm băng. Hiểu trước rồi nha các bạn, từ từ chép nha. Rồi. Asta cô để đầu cũng được, hoặc cô để vô giữa cũng được các bạn. Watashi wa asta no mimasu, mùa xuân. Ha. Anna san wa haru ikimasu, mùa xuân Anna đi. Tối nay cô để đầu câu hoặc cô để vô giữa cũng được. Sensei wa cơm băng simasu. Từ từ chép nha, chừng cô kêu chép vô thì chép. Giờ nhìn đã, nhìn hiểu rồi. Rồi, uống đúng không? Này cô chép lại thôi. Đừng có ghi nha, từ từ. Bây giờ nói tôi uống bia. À, tôi bạn Anna đi Nhật, thầy giáo chơi bóng đá. À, bây giờ ghi nha. Hồi nãy mình học từ uống trợ từ gì các bạn? Ủa đúng rồi, bây giờ ghi nha. À, Nhật là Nihon, bóng đá là Sakka, nghe mình ghi vô nè. Thường thường động từ nó đặt cuối câu. À, đặc biệt những cái động từ nó đặt cuối câu, mình đẩy nó ra. Rồi. Uống bia là watashi wa bia lừa ố. Ha. Ố đã bỏ vô. Rồi mimasu đi Nhật Bản dùng trợ từ é đúng không? Nãy mình học rồi. Nihon é ikimasu, rồi chơi bóng đá dùng trợ từ ố luôn. Đấy, ghi ba câu ví dụ này vô. Giờ mới ghi đó. Thank you.
Rồi, nghe xong chưa? Xong chưa lớp? Dạ rồi. Rồi ha, rồi, không ghi, không học gì nữa nha. Rồi, tới đó thôi. Rồi, thì bây giờ cô hỏi nè. Cô hỏi người một câu. Dừng trình bày, gọi Ngẫu Nhiên. À, Tâm Phong. Dạ. Ngày mai tôi đến trường. Nói thử câu đó coi. Ngày mai là Asta. Asta, watashi. Watashi wa gakkou e ikimasu. Ờ, tôi đến trường mà, cái đó là đi, tôi đi rồi. À dạ, kimasu. Đúng rồi, chính xác. Watashi wa asta, watashi wa gakkou e ikimasu là đến ha. Còn nghe thấy chữ đi là mình dùng ikimasu nha. Thánh Linh Nguyễn. Dạ. Tôi ăn cơm và rau. Rau là già sai, từ bà học rồi. Nói thử coi. Được không? Watashi wa. Watashi wa. Gì nữa? Em quên chữ ăn cơm. Rồi quên ha, rồi để bạn khác nói rồi em lặp lại thôi nha. Yeah. Trí Thịnh. Trí Thịnh đâu rồi? Hey. Nói cô câu đó coi, tôi ăn cơm và rau. Yasai. Watashi wa. Watashi wa gohan to yasai wo ankanmasu. Tabemasu. Tabemasu. À. Watashi wa gohan to. Tử tố là ba. Yasai o. Tabemasu. Hai cái thì mình thêm chữ o cái vế sau. Rồi lặp lại câu Thánh Linh. Watashi wa gohan to yasai ajinomasu. Gohan to yasai o. Gohan o to yasai o. Tabemasu. Tabemasu. Được chưa? Dạ. Trần Lê Phi Long. Hai. Nói câu này coi. Tôi uống sữa vào lúc 7 giờ sáng. Watashi miku o nomimasu. 7 giờ sáng. Shichiji es. Vào lúc 7 giờ sáng. Vào lúc 7 giờ sáng mình dùng từ à đúng rồi, gozen sujiji ni, mình dùng chữ ni, ni nghĩa là vào lúc ha. À ni. Cô đọc lại nha. Watashi wa sujiji ni, chữ ni vào lúc ha. Bữa sau cô giảng lại cái phần chữ ni vào cho ha. Watashi wa sujiji ni. Ha, sữa là gì các bạn? Miluku, sữa là miluku, cô gõ trên mục trò chuyện á. À, giảng luôn này, chữ ní nghĩa là vào lúc nha. À. Ní. Vào lúc. À. Câu đó cô gõ này, watashi wa. À, hán tự vô. Shichiji ni, 7 giờ, shichiji ni. Uống sữa, sữa là miluku. Mi lư cừ. Katakana ố, uống gì ố. No mi mas ha. Tôi uống sữa vào lúc 7 giờ sáng. Như vậy đó ha.
được không? Thấy mục là chuyện cô gõ chưa? À, Lê Minh Đức. Dạ. Tôi trở về Việt Nam. Watashi wa beto namu e beto namu e kae mas. Beto namu e kae dimas ha. Dạ. Ừ. Rồi, cô gọi một trò chuyện nhé. Đấy, các em sau buổi học hôm nay, các em về em thuộc mấy cái động từ cô cho á, đi, đứng, trở đi, trở về, đến, ha, thức dậy, uống, ăn, ha, thuộc mấy đó nha. Rồi thuộc cái đoạn văn hồi nãy cô cho chép mà đây thư viện Sakura đây đó. Để thứ hai mình vô phần một bài mới nữa, một phần mới nữa rồi mình nghe. Ha. Rồi coi lại chỗ này, hôm nay học buổi này có chỗ nào không hiểu hỏi cô. Còn em nào hiểu rồi có thể ao. Còn việc họ rời khỏi cuộc họp. Rồi hiểu rồi đó. Một bạn hiểu. Rồi. Vậy là ai không hiểu hỏi, còn ai hiểu rồi có thể ao, nghỉ ngơi. Thì không ai hỏi gì hết phải không? Không em nào hỏi ha. Rồi cô tắt loa nha.
Rồi, cô điểm danh nha. Đạo Vân. Dạ có. Đức Mạnh. Dạ có. Không có loa đứa nào không nghe gì ta. Không có loa bình thường. Thanh Tân. Có. Anh Huy. Phương Nguyên. Phương Nguyên có không? Thanh Long. Dạ có. Kinh Tân. Đức Trung. Dạ có. Thanh Hiệp. Thành Công. Có. Hưng Thịnh. Có cô ơi. Thành Nhân. Dạ Thành Nhân nói với em nó đi chết người cô. Kim Ngân. Dạ có. Thành Lan. Dạ có. Nhật Quang. Dạ có. Xuân Linh Tâm. Rồi Trọng Nhân chắc bỏ luôn rồi. À, Hiệp có cô ơi. À. Rồi Hán Tự. Nhìn Hán Tự nha. Hán Tự qua nghe. Cô ơi, em mới vô con. Ừ. Tên gì? Thành Nhân con. Ờ, Thành Nhân. Chích ngừa chưa? Dạ rồi á. Ờ. Con Nguyên bắn ha. Slot này bắn ha. Bạn anh Huy nè. Bạn cô không Nguyên có nè. Mà cô, không Nguyên có cô. Cô Nguyên đâu? Cô Nguyên, cô Nguyên có không? Rồi ok, dạ. Anh Huy vô chưa? Không có ha, Thành Nhân rồi ok. Đây là anh Huy, bắn, còn Nhân nó bỏ luôn. Rồi cô S vô rồi. Rồi 13. Rồi Thanh Hiệp. Sa Cư Bưng. Ờ Sa Cư Bưng. Tiếp. À, Bưng Gạt Cư Bư. Ừ Bưng Gạt Cư Bư. Rồi từ nữa. À, Bưng Gà. Bưng Gá. Bưng Gá. Bưng Bưng Ca. Okay. Văn hóa ha. Siêu Căn là Thập Quán. Bưng Ca là văn hóa ha. Rồi Công. Dạ dạ là Chiêu Môn. Ừ Chiêu Môn. Dạ là Mô Si. Ờ Mô Di ha. Mô Di giống như là Mô Di ha. Mô Di. Dạ là Kinh Kiêu. Ken kêu đúng rồi. Đạo Vân. Đạo Vân. Gặp Cư Sê Cà. Alo, cô nghe không?
Dạ Kadai. Ít Kacho. Mondai. Ok. Rất mạnh. Sukudai. Này đọc là gì? Sukudai. Sukudai. Rồi tiếp. Rarau. Rarau. Từ nữa. Yoshiu. Yoshiu, đúng rồi. Thịnh. Thịnh đâu rồi? Cái này là Jutsu. Jutsu. Tiếp. Renshiu. Renshiu. Cái này đọc là gì? Shokudo. Shokudo, đúng rồi. Từ nữa. Cô đồ. Thanh Tân. Ai cô ơi. Dạ là Shuseki. Shuseki. Từ này. Dạ là Seki. Đúng rồi. Từ này. Cái gì đó kia. À, Keseki. Ok. Rồi. Khoa Nguyên. Dạ, Zenbu. Zenbu. Anzen. Anzen. Tiếp. Yu-Gi-Oh. Ok. Rồi. Thanh Long. Rio. Rio. Này. Chị Yên ha. Rồi. Đọc lại. Đức Trung. Hai. Đọc ok. Shokudo. Shokudo. Câu này nữa. Kodo. Seki. Từ nữa coi. Seki. Rồi. Bạn Thành Nhân. Dạ. Nói có câu này coi, lúc nhỏ thế mà bài làm kiểm tra tệ thì tôi bị ba bắt dọn phòng. Kotomo Toki Siken Gat Barui. Thế mà ha, bài kiểm tra tệ thì tôi bị ba bắt dọn phòng. Chi quá. Hê già ố. Dạ ông là Sò di cái ngữ pháp bắt vừa mất tiêu. Bị bắt. Si e ki ừ kê mi sai khiến bị động. Mới học thứ là sò. Hoàng Ngân. Hai. Nói câu đó thử coi. Lúc nhỏ hễ mà bài kiểm tra tệ thì tôi bị ba bắt dọn phòng. Kodomo toki shiken ga warui to chichi wa heya o katazuke. Các em dùng trợ từ sai rồi, mình bị ai đó bắt làm cái gì đó, ví dụ tôi được cô giáo khen, tôi bị cô giáo la, dùng gì các bạn? Dùng trợ từ gì?
Rồi ní. Ngân nó coi coi tôi được cô giáo khen nói sao? Ờ đúng rồi, dùng trợ từ ní, Long nói đúng rồi đó ha. Sensei ní hô mê đà đê tà đúng không? Hay. Rồi sửa lại coi, mới học quên rồi. Lúc nhỏ hễ mà bài kiểm tra tệ thì tôi bị cha bắt dọn phòng. À, khi bài kiểm tra tệ, cô đô môn tô kì, si kèn gá và rì tô. Đúng rồi. À, chi chỉ qua và tô xí tí. Thể bị động cho em học cho kỹ, bữa con dạy rồi, con về học thể bị động cho kỹ đi. À, chi chỉ ní. Ừ. Chi chỉ ní hê già ố. Cà ta dư kê. Sa se ra lem master. Đúng rồi đó. Ok ha. Thành Minh Tân. Minh dạ, Tân. Có em cô. À, à, lúc mà thời trung học phổ thông á, tôi hay bị cô giáo la nói sao? Trung học phổ thông. Chiu các cư xe Toki. Chiu các cư xe Toki trật lất rồi, sang ngữ Pháp rồi. Toki danh từ mình đi trợ từ gì các bạn? Cái này đề kia đưa 1.3 học rồi nè. Toki mình dùng gì động từ thì sao? Động từ thể gì? Ôm là kiến thức cũ. Ừ, thể ngắn, danh từ thì sao? Cộng với nô. Đúng rồi, chính xác. Rồi nói đi. Chigaku se no toki. Ừ. Rõ gì nữa cô? Tôi hay bị cô giáo la. À. Watashi wa sensei ni. La là gì? Shika rareta. À, bị động. Shika rareta. Rồi em nói câu này nữa coi Tân. Lúc học tiểu học á, tôi hay bị thầy giáo bắt chạy xung quanh trường, xung quanh là màu qua đi á. Lúc học tiểu học tôi hay bị thầy giáo bắt chạy xung quanh trường. So gakusei no toki sensei ni mawa quanh trường gakko no mawa di gakko no mawa ra se mawa ra se raremesta trật lắc rồi, xung quanh là mawa di, xung quanh trường là gakko no mawa di, chạy xung quanh trường. Cho từ đó ghép vô thôi. Chạy xung quanh trường. Sogakusei no toki watashi wa sensei ni gakko no mawari o. Chạy là gì các em? Hashiru chia ra. Sai khiến bị động là gì? Hashirare. Hashirare masta. Hashirare sare sare masta. Nhớ nha. Quang. Hey. À, trước đây tôi có người yêu nhưng bây giờ thì không, bởi vì khi hẹn hò với người yêu á, lúc nào tôi cũng bị lúc nào tôi cũng bị người yêu á bắt tự chờ hết á, nên tôi ghét, còn không thích có người yêu nữa. Dạ, dạ em. Trước đây tôi có người yêu, trước đây tôi có người yêu nhưng bây giờ thì không. À, vì khi hẹn hò với người yêu tôi lúc nào cũng bị cô ta bắt đợi chờ. À, Saki đúng không? Còn trước đây là Saki. Trước đây Mai. Mai. Kobito ga aru desu ga ima. Aru không phải là có. Aru đó là có đồ vật. Mình có người yêu mà mình kêu người yêu mình là đồ vật à? Ai giờ chia tay? Kobito ga iru desu ga. Iru desu ga hả?
Iru, thêm chữ đẹp vô nữa hả? Ồ, Irin, Irin desu. À, imashita ga. À, ima, imasen. Ừ. À, deto no toki. Ừ. Koibito ni. Tôi bị bắt đợi hả cô? Ừ. Koibito ni. Mà ta serare masta. Ừ, đúng rồi. Kara. Rút gọn lại. Kì. Mà ta. Mà ta. Se, matara se masta. Mata, đúng rồi, mata sare masta, đúng rồi đó ha. Sare masta. Kirai desu. Mae wa, kirai desu. Mae wa kobito ga imashita ga ima wa nai. Deto no toki itsumo kobito ni mata se se mata sa chứ, mata sare masta kara kirai desu. Ha. Lan. Cô có thể đợi cô. Coi bi tổ ní mà ta xà mà ta xê coi bi tổ ní mà ta xà rê masta. Coi bi tổ ní là người yêu bắt mình đợi hay là mình bắt người yêu đợi? Mình bị người yêu bắt. Bị ai là dùng người đó ní chứ, giống như là tôi bị cô giáo la đó. À, hay gì rồi. Hiểu không? Này bị động mà, sai khiến bị động mà. Coi bi tổ ní mà ta xà rê masta. Ha. Nên bị người yêu bắt đợi chứ không phải là mình bắt người yêu đợi đâu nha. Bị ai là dùng ní ha. Ví dụ tôi bị cô giáo la sensei ní shikara demashita ha. Còn nếu mà không phải bị động thì là dùng quá rồi cô. Không phải bị động là cái gì mới được chứ. Phải ý của em sao mới cái được. Cái câu mà bắt mà không phải bị động là bắt ai là bắt ai làm gì đó là ní người đó hả cô? Bắt ai làm gì, ví dụ câu của em là sao? Ví dụ như cô bắt em làm bài tập thì là cô quá rồi em ní đúng không cô? Ờ. Đúng rồi. Hả? Hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi. Ờ. Cái đó là mình dùng thể sai khiến đó ha. Rồi, Thành Lan. Dạ. À, lúc nhỏ tôi lúc nào cũng bị ba bắt đi mua rượu hết á. Kodomo no toki chichi to bị ba bắt chichi ni osake o kawasereta. Ok. Ha, hoặc là mình dùng đi đi. Lúc nào nhỏ tôi lúc nào cũng bị ba bắt đi mua rượu hết ha. Kodomo no toki itsumo chichi ni osake o kai ni ikasaremashita. Được không? Ikasaremashita. Ok ha. Rồi, ôm lại xong rồi. Bây giờ qua nghe. Nghe một chút ha. Nhỏ hay to các bạn? Nhỏ hay to? Nhỏ. Nhỏ. Nhỏ hơn rồi, chờ con chút cô đi lấy Bluetooth tiếp. Bluetooth mua kia mà thấy nó giỡn quá, 1.500.000 tốn tiền quá, vậy online mua cái chụp tay 1.500.000 mua Bluetooth 1.500.000 hay 3.000.000 mà không làm ăn được gì hết.
あ、あそこ人がたくさん集まってるね。あれ何？あ、塾だよ。子供を待ってるの。nghe rõ không? Rõ không các em? Sao mà họ không biết được trả lời gì ta? Vừa đủ rõ. Rõ vậy ôi lại hú cái người rừng hú. Nghe rõ ha, rồi nghe tiếp nè. Cố gắng chịu khó nha, 3 tuần nữa mình kết thúc rồi. Ơ, ở chỗ cô, người ta đang tập trung lại nè. Ở đây là gì? À, trường đấy. Con đang đợi trẻ. Hả, con đang đợi trẻ đi ra. Wow, 小さい子供もたくさんいるね。そうだね。私が親だったら、小さい時はもっと子供を遊ばせるけど。そっか。でも、あの子のお父さんお母さんは、あの子の将来のためにいろいろ習わせてるんだと思うよ。そうだけど。はい、nghe lại nha。nghe lần nữa、con hỏi nội dung nó nói gì。あ、あそこ、人がたくさん集まってるね。あれ、何？あ、塾だよ。子供を待ってるの。ほら、子供たちが出てきたよ。わあ、小さい子供もたくさんいるね。そうだね。私が親だったら、小さい時はもっと子供を遊ばせるけど。そっか。でも、あの子のお父さんお母さんは、あの子の将来のためにいろいろ習わせてるんだと思うよ。そうだけど。Hiểu không? Hiểu nói gì không? Nghe lại. Ơ, ở chỗ cô, chỗ có tập trung tập trung nè. Rồi, câu này nghe thử coi. À, Phương Nguyên. Nguyên ơi. Dạ. Rồi, câu đó nghe được không? Dạ, em chưa nghe rõ được. Em chưa nghe rồi, được. Cô mở lại. あそこ、人がたくさん集まってるね。はい。音符と裏切りもらえるね。ねえ、どう？ねえ、どう？お、あそこ。あ、ねえ、言うてるだけだ。あ、あそこ。人がたくさん集まってるね。Rồi. Nó rồi nó hỏi gì? Nguyên. Dạ em không nghe được. Không nghe được. Ai nghe được lớp mình ai nghe được. Câu này cũng dễ mà. Ồ đằng kia có nhiều người quá nhỉ. Ai nghe được câu? Ừ đúng rồi đó. Tập trung. Đằng kia có nhiều người tập trung quá nhỉ ha. Tiếng Nhật nó là gì Trung? Ồ, à sô cô, hito, cái gì ta cứ sàn hito ghé, tập trung. Em quên từ tập trung là gì là em đến. À, à sô cô, tu gà ta cứ sàn atsumate ru ne. À để, nà nỉ, đúng không? Phải vậy không? Phải chừng con nghe lộn, nghe lại. Ồ, à sô cô, tu gà ta cứ sàn atsumate ru ne. À để, nà nỉ? Đúng rồi, vậy là con nghe không lộn. Đúng không? À. Nghe được không? Cô nghe, cô lặp lại rồi đó. Ha. À, Asoko, hito ga atsumatte. Ha, hito ga takusan atsumatte iru ne. Are, nani? Ồ, ở đằng kia người tập trung đông quá nhỉ? À. Are. Kia là cái gì vậy đúng không? Are. À, nghe lại nè. Ồ, Asoko. Hito ga takusan atsumatte iru ne. Are, nani? À, trước đây rồi, có đúng không? Rồi, nghe thử câu này nha, bạn Thanh Tân. À, đây là gì? À, trước đây rồi, có đúng không? Rồi, nghe được không? Em nghe cái gì mà hi cư đài gió rồi, ba chấm thằng sau em không em chưa nghe rõ. À, siêu cư đài gió là con nít đó, cái trường mà ở Việt Nam, trường mầm non hả? Gọi trường mầm non đúng không? À, trường mầm non. Siêu cừu trường mầm
non đó. Kodomo matte ru no. Con nít nó đang đợi đó. Dạ. Đúng rồi. Nghe lại nè. Hola, là gì các bạn? Nghe được câu đó không? Nghe lại nè. Ai được nghe được câu đó? Nghe lại. Rồi, chỗ này hơi nhanh, ai nghe được nè? Long nghe được không? Không rồi, nghe cái nhỏ nhỏ. Ờ, chỗ này hơi khó nghe ha, còn nghe chưa ra nữa đó. Nghe lại lần nữa thưa. À, là gì? À, giúp đỡ. Cô đông mới mất tiền rồi. Rồi, cô đông mới tiền rồi. Rồi, ai nghe được câu này, giờ nghe được rồi nè, giờ cô nghe được rồi đó. À, dư đợi yếu. Ai nghe không được thì nghe cô nói nha. Có ai nghe được đoạn đó không? Lớp mình nè, Hành Lan nghe được không? Thì nghe cô đang nói nè. Không được luôn hả? Nghe tới đó thôi. Bảo Vân nghe được không? Nghe dạ, lần nữa nha. Nghe khó nghe một chút hả? Khó nghe thì あ、あそこ人がたくさん集まってるね。あれ何?これ逃げるか?あ、は。これ逃げるか?あそこ人がたくさん集まってるね。あれ何?で câu này. Ờ, zuku da yo. À, trường mầm non đó. Kodomo matte iru no. Con nít nó đang đợi. Hora, hora nhìn kìa ha. Hồi xưa mình học nhạc 1, nhạc 2 mình có hora đi đi thể sở thú hora ha. Zo ga tabete iru yo ha. Nhìn kìa con gió đang ăn kìa đó, cái này hora. Nhìn kìa kodomo tachi ga dete kita yo. Dete kita yo, học rồi hay con nít nó đang ra kìa. À, à, trường mầm non á, nít nó đang đợi, nhìn kìa con nít đang ra kìa ha. Nghe lại cái đoạn này đúng vậy không? Ờ, à số cô, người ta đang tập trung ở đây. À, cái gì? À, 塾だよ.